có người già, người bị bệnh tim mạch hay là người ốm yếu thì hẳn là một chiếc máy đo huyết áp là vô cùng cần thiết. Máy đo huyết áp sẽ giúp theo dõi các chỉ số về huyết áp và nhịp tim một cách chính xác để giúp phòng tránh nguy cơ gây đột quỵ. Ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc máy đo huyết áp bắp tay BR-BM35 sẽ là trợ thủ đắc lực cho quý vị chăm sóc cho bản thân cũng như người thân bên cạnh. Bộ sản phẩm máy đo huyết áp BR-BM35 bao gồm một thân bé chính, một vòng bíp, pin đi kèm, một túi đựng rất tiện lợi, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Và máy đo huyết áp BR-BM35 có thiết kế rất là nhỏ gọn, bạn có thể mang theo để sử dụng mọi lúc mọi nơi. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Sau khi lắp pin vào máy, bạn cài đặt thời gian, ngày giờ và ngôn ngữ, bật nút khởi động máy, bấm nút thời gian trong khoảng 2 giây, tháng bắt đầu nhấp nháy, sử dụng nút cộng để thiết lập tháng từ 1 đến 12 và xác nhận bằng nút thời gian, sau đó thiết lập ngày giờ tương tự. Chọn nút men để cài đặt bộ nhớ người sử dụng, nút cộng để thay đổi, máy có thể lưu bộ nhớ cho 2 người cùng đo với 60 kết quả một người. Tiếp theo bạn tiến hành đo huyết áp. Đầu tiên quấn vòng bít, đặt máy vào bắp tay trái, sao cho máy ở vị trí bên trong bắp tay, bảo đảm bắp tay không bị vướng tay áo. Vòng bít được quấn sát bắp tay nhưng không quá chặt. Quấn vòng bít quanh bắp tay và chỉnh sao cho đỉnh trên của vòng bít cách nếp gấp khuỷu tay khoảng 2-3 cm, cắm ống nối vào lỗ cắm của thiết bị. Bạn chú ý là phải ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái, không cử động cùng nói chuyện trong khi đo. Bạn tiến hành đo huyết áp bằng cách nhấn nút bật tắt để tiến hành, màn hình sẽ hiển thị đồng thời tất cả các biểu tượng. Sau cùng, kết quả đo huyết áp và nhịp tim sẽ xuất hiện trên màn hình. Nhấn nút bật tắt để ngừng đo bất cứ lúc nào. Kết quả đo của Thu Phương hoàn toàn bình thường với chỉ số huyết áp là 100/67 và nhịp tim là 83. Và bạn có thể nhấn nút men để lưu trữ kết quả đo. Máy đo huyết áp BR-BM35 còn có chức năng cảnh báo. Nếu như nhịp tim của bạn đang ở mức không bình thường thì máy sẽ hiển thị biểu tượng cảnh báo phía trên màn hình. Đặc biệt là máy có khả năng tự động đo huyết áp với bộ nhớ cho 2 người lên đến 120 kết quả đo cùng ngày cùng giờ đo một cách chính xác. Máy có khả năng tự động tính trung bình kết quả đo buổi sáng và buổi tối cho 7 ngày đo gần nhất. Máy sẽ giúp bạn theo dõi các chỉ số về tim mạch để có khả năng phòng tránh và trị bệnh một cách hiệu quả. Với công nghệ tiên tiến nhất, những sensor cảm biến sẽ giúp bạn có những thông số kết quả một cách chính xác và bạn hoàn toàn yên tâm về các chỉ số. Với những ưu điểm vượt trội như vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay một chiếc máy đo huyết áp bắp tay BR-BM35? Bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số tại Hà Nội là 024-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569 hoặc các bạn truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt mua hàng online. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Meta để chờ nhiều video dẫn hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!